Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để ghép nhạc vào video với phần mềm Filmora 11 nhé. Hôm trước làm cái video là biên tập audio các thứ thì dài quá thì các bạn kêu. Lắm bạn kêu là em chỉ muốn ghép nhạc thôi thì làm nào với em muốn chỉnh nhạc to nhỏ rồi là chỉnh fade in fade out rồi sau đấy là em muốn kiểu dạng thêm nhạc từ trong Filmora hoặc là từ ngoài vào thì như nào. Ok, rất là đơn giản, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhanh nhé. Đây là cái Filmora 11 của mình nhé. Đầu tiên ấy, các bạn muốn ghép nhạc vào video ấy thì các bạn phải có nhạc nhé. Tức là nhạc thì các bạn có thể tải từ YouTube này, từ Facebook này, từ TikTok này hoặc là từ bất cứ cái nguồn nhạc nào các bạn có. Thế còn nếu để tải nhạc ở trên YouTube ấy mà nó không bị vi phạm bản quyền các thứ ấy thì thường ấy thì mình sẽ vào cái phần này nhé, phần Audio Library. Tức là mình sẽ vào trong cái YouTube Studio của mình này, sau đấy mình đi đến cái phần Audio Library bên đây này. Trong cái library này thì mình có thể chọn bất kỳ cái bài nhạc nào cũng được. Nếu mà mình thích thì các bạn có thể chọn cái filter ở chỗ này nhé. Sau chọn Attribution Not Required, tức là kia kiểu không cần ghi công gì cả để cho nó đỡ ấy. Sau đó bạn chọn một cái bài nhạc, ví dụ mình nghe cái bài này chẳng hạn. Mình nghe ở đây, nếu mà mình thích bài này thì mình nhấn vào đây, mình nhấn vào download này. Nhấn download là nó tải ấy, tải xuống ấy, thì nó sẽ tải về máy tính của bạn nhé. Sau đấy là bạn phải đưa vào phần mềm để bạn có thể edit hoặc là ghép. Ví dụ mình đưa vào, mình đi vào trong phần mềm nhé. Đây là trong phần mềm thì nếu như bạn muốn đưa nhạc vào ấy thì bạn kích vào cái folder này nhé, media này. Thì trong cái media này thì bạn sẽ đưa cái nhạc vào, bạn kích đúp vào đây nhé, kích đúp vào cái ô trống chỗ này để đưa nhạc vào, hoặc là bạn nhấn vào nút này nhé, nút import media này. Import media, sau đấy bạn đây chọn, ví dụ đây mình muốn đưa hai cái bài nhạc này vào nhé, mình chọn cả hai này, sau mình nhấn open này. Đó rồi, bây giờ mình đã có cái bài nhạc rồi thì để mà ghép nhạc vào video ấy thì các bạn sẽ phải có cái video, ví dụ mấy cái video này nhé. Video này mình quay một GoPro, mình muốn đưa nó xuống timeline trước nhé. Mình có thể kéo tất cả video xuống timeline này, đặt ở timeline trước này. Đó, sau mình tắt cái tiếng của video đi, tắt tiếng video. Tiếp theo là mình sẽ đưa cái bài nhạc xuống. Thì ở trong Filmora 11 ấy, hoặc là Filmora 10 thì nó có cái tính năng tìm và đánh dấu cái beat nhạc ấy, gọi là beat detection nếu như bạn thích. Ví dụ như cái này là mình đã có đánh dấu beat nhạc rồi, nó có cái biểu tượng cái sóng nhạc đây với cái chữ B này, tức là beat detection. Thế còn ví dụ cái bài này nó chưa có này. Ví dụ bài này chưa có thì mình có thể kích chuột phải để mình chọn là beat detection nhé, để mình tìm cái beat nhạc của nó ấy. Sau khi nó có ok rồi thì nó sẽ hiện ra cái này. Đây, nó có cái sóng nhạc với có chữ B như thế này. Và trước khi bạn đưa timeline ấy, thì bạn có thể kích chuột phải. Sau bạn chọn thêm cái tùy chọn nữa, tùy chọn của cái beat nhạc. Ví dụ mình ở đây mình để là mark mỗi 2 beat, tức là mỗi 2 beat thì nó sẽ đánh dấu một cái. Và mình bỏ cái này đi, bỏ cái highlight, tức là beat only đi. Sau kích vào ok, kích vào ok tiếp. Đấy, mình sẽ đưa xuống, đưa xuống timeline. Thì mình khi mình kéo tham lai thì mình sẽ đặt nó ở cái phần audio track nhé, ở chỗ này nhé. Và mình có thể giãn nó ra. Như bạn thấy là mình có mấy cái đánh dấu ở đây rồi. Sau đấy mình sẽ nghe lại cái bài nhạc của mình xem như nào để mình ghép cái video, cắt video cho phù hợp. Ví dụ cái bài nhạc này nó hơi chậm, thật ra là nó cái beat nó không rõ thì mình sẽ đưa cái bài khác, ví dụ bài Kettle này nhé, đưa xuống đây. Đó, ok, xong nghe. Thực ra thì cái đánh dấu này chưa chắc là đã chuẩn nhé. Thật ra là nếu như mà bạn muốn chuẩn nhất thì các bạn phải nghe, sau đó các bạn đánh dấu lại. Ví dụ đấy, cái đoạn này ví dụ đây, các bạn có thể nhìn cái sóng nhạc nó cao cao này, chỗ này nó có cái kiểu beat này, thì mình có thể cắt ở đây, cắt video chỗ này, mình xóa chỗ này đi, sau đấy là tiếp tục. Đây, đoạn này beat nhạc ở chỗ này, thực ra nó đánh dấu nó bị sai, sau mình cắt đi, cắt video chỗ này, xóa chỗ này đi. Đó, bạn cứ làm thế thôi, cứ edit thế, tiếp tục như thế. Thì cả một cái bài nhạc dài như này thì bạn cứ phải edit thôi, cứ phải cắt cắt video làm sao để nó khớp. Đó, khớp beat. Thực ra khớp hay không khớp thì tùy vào cái phong cách edit của bạn ấy. Có bạn thì thích khớp chặt với nhạc, nhưng mà có bạn thì cũng kiểu
không cần khớp lắm, đấy tùy bạn thôi. Ok, còn khi mà bạn có cái bài nhạc trên timeline rồi, bạn muốn chỉnh to nhỏ cái bài nhạc, cái bạn kéo dễ nhất là bạn kéo cái thanh này, cái thanh ngang này, kéo này, kéo to kéo nhỏ này, kéo này nó to này nhưng mà đừng kéo to quá nhé, nếu mà to quá nó bị rè, ví dụ như này là bị rè này, đó nó hơi bị rè, xong bạn kéo thấp nó xuống. Nhạc thì bao giờ bạn để nó tầm này thôi, đừng để cái sóng âm này á, sóng âm này nó vượt quá cái đường đường ở trên cùng này nhé. Đó, to nhỏ. Thế còn bạn muốn kiểu cho to dần bé dần ấy, thì bạn có cái nút màu trắng ở đầu này. Ở đầu cái bài nhạc này bạn kích vào bạn kéo. Đây là cái đoạn này là to dần này. Đấy, to dần đấy các bạn nghe nhé. Rồi, còn về cuối này bé dần thì bạn kích vào đây. Nó gọi fade in fade out ấy, kéo dài ấy ra. Đấy, đoạn này tầm... đó cái thứ nhất là bạn chỉnh trực tiếp ở trên timeline. Thế còn nếu bạn không muốn chỉnh trực tiếp thì bạn có thể kích đúp vào cái file nhạc, bạn nhìn thấy cái phần audio này, bạn có thể chỉnh ví dụ to nhỏ ở đây, bạn có dùng cái slider này to nhỏ này, đó, to nhỏ bài nhạc nhé, là một. Với thứ hai nữa, bạn nếu mà chỉnh qua tay trái tay phải thì bạn có thể chỉnh ở chỗ này pan, nó gọi là pan trái, pan left, pan right. Thế còn muốn reset thì bạn nhập vào số 0. Ok. Ngoài ra thì kể cả cái nhạc này bạn cũng có thể chỉnh pitch các thứ của nó nhé. Ví dụ này, tông nhạc ấy, bạn cho cao lên, tông 3 chẳng hạn, mình nghe nó sẽ khác này. Hoặc là trầm xuống này, âm 3 chẳng hạn, nó sẽ khác này. Ở cái này tùy bạn thôi, còn bạn reset nó thì bạn ấn vào lúc này. Ngoài ra thì bạn có thêm mấy cái keyframe, bạn có thể thêm một cái keyframe, thêm một cái keyframe nữa chỗ này. Sau bạn cho nhỏ nó xuống. Đấy, đoạn này tức là đoạn này đang nhạc to chuyển sang nhạc nhỏ. Đó là keyframe. Thì bản thân cái phần mà fade in fade out này bạn có thể thêm keyframe nhé. Ví dụ bạn không muốn không có fade in fade out nữa đúng không? Ở chỗ này bạn reset đi, bạn không có fade in fade out. Mà đến đây bạn muốn thêm cho nó cái hiệu ứng fade out chẳng hạn thì bạn có thể thêm cho nó cái keyframe, một cái keyframe này. Sau bạn đưa về gần cuối này, bạn thêm cho nó một cái keyframe nữa. Sau bạn kéo kéo này xuống thấp thấp hết đi. Và thấp xuống đây. Đó thì chỗ này nó cũng nhỏ dần này, các bạn nhìn play này, dùng keyframe thì cũng có thể tạo ra cái hiệu ứng fade in fade out nhé. Đó, đấy là mấy cái đơn giản về chỉnh nhạc. Thế còn ví dụ ở trong video của bạn mà có người nói chẳng hạn, ví dụ mình sẽ thâu âm một cái đoạn nói nhé. Ok. Xin chào các bạn, đây là cái đoạn mình nói thì mình sẽ đặt nó ở trên cái track nhạc. Ok, tắt đi. Ở đó, ví dụ trong cái đoạn nói, bạn có một cái đoạn nói ở chỗ này chẳng hạn. Và nếu như mà bạn muốn cho nhỏ cái nhạc ở đây ấy, tức là nhỏ nhạc ở cái chỗ đoạn bạn có người nói ấy, thực ra thì bạn không cần dùng keyframe và bạn có thể dùng cái tính năng ducking nhé. Ví dụ này, mình ví dụ đây là nói và không có cái hiệu ứng gì nhé. Đó, không có hiệu ứng gì thì tiếng nó sẽ bị trộn vào nhạc ấy. Bình thường bạn phải thêm keyframe chỗ này. Nhưng trong Filmora thì bạn có thể chọn vào cái này, kích kép vào cái file nói này, sau bạn chọn này, ducking này. Đó, chế độ ducking, sau bạn có thể cho nhỏ nó đi, view tầm 60%. 60% tức là cái bài nhạc của bạn nó nhỏ đi 60% thì bạn nghe lại nó sẽ khác đi nhé. Xin chào các bạn, đây là cái đoạn mình nói thì mình sẽ đặt nó ở trên cái track nhạc. Ok, tắt đi. Đó, rất là đơn giản thôi. Ok, đấy là kiểu bạn ghép nhạc từ ngoài ấy, tức là từ máy tính của bạn vào trong Filmora, ghép nhạc vào video với cái nhạc mà bạn có sẵn bạn tải ở đâu đó. Thế còn nếu như bạn nào mà muốn ghép nhạc ở trong Filmora ấy, tức là từ ở trong Filmora luôn thì nó cũng có cái kho nhạc đấy, thì các bạn có thể dùng vào đây. Các bạn kích vào phần audio này nhé. Thì trong cái audio này các bạn chú ý nhé, đây là cái kho nhạc của Filmora và nó kết nối với cái kho Filmstock. Thì nó rất là nhiều bài nhạc ấy. Tuy nhiên là có những bài nhạc mà nó có cái nút kim cương màu hồng các thứ ấy, thì bạn phải mua cái gói bản quyền Filmstock nhé. Đấy là gói bản quyền riêng chứ không phải là bản quyền Filmora, thì các bạn mới có thể sử dụng được. Nếu như bạn sử dụng cái này mà cho YouTube hoặc Facebook ấy, mà các bạn không mua cái gói này ấy, thì có thể các bạn sẽ bị kiện bản quyền ấy. Thậm chí là
thậm chí là kể cả những cái nhạc free này nhé, nhạc miễn phí này, trong đây nó cứ ghi nhạc miễn phí, nhưng mà cái tức là cái thông tin bản quyền của những cái bài nhạc này ấy, theo như mà theo như Wondershare ấy, thì là bạn chỉ được dùng cho cá nhân thôi, chứ cũng không phải là được dùng cho kiếm tiền ở các cái dự án thương mại các thứ. Đơn giản nếu như mà đây, bạn kích vào đây để bạn nghe, nếu như mà bạn làm video mà bạn chú ý đến cái việc kiếm tiền kiếm điếc các thứ ấy, thì mình khuyên các bạn là cũng không nên dùng những cái nhạc này, bởi vì đôi khi nó sẽ bắt bản quyền mà mình chả biết làm nào để kiện lại, để lấy lại các thứ để nó đỡ tắt kiếm tiền đi. Tại vì việc liên hệ với Filmora này thì nó kiểu hơi lằng ngoằng, chát chiếc các thứ linh tinh. Thế còn nếu bạn nào làm chơi làm vui thôi, các bạn có thể kích đúp vào, bạn tải, rồi bạn dùng cái này bạn kéo xuống thôi, kéo cũng kéo xuống timeline như kiểu bình thường ấy. Đây, bạn kéo xuống timeline, đó, kéo xuống timeline như này, đúng không? Đó là cái bài nhạc này. Đây là cái bài nhạc có sẵn ở trong Filmora này. Thực ra mình dạy học thì mình dùng một đoạn này chẳng chả bị gì đấy. Kể cả bài nhạc này bạn cũng cứ dùng cái tính năng beat detection được, nhưng bạn kích vào beat detection nó cũng tìm beat nhạc cho bạn. Ok. Đấy là Filmora. Ngoài ra ở dưới này nó có mấy cái như kiểu sound effect các thứ linh tinh. Thế còn nếu như mà bạn nào muốn đưa cái nhạc, theo bạn đưa cái nhạc của bạn ấy, đưa nhạc của bạn vào để bạn dùng cho nhiều dự án ấy, thì bạn chọn vào cái phần này nhé. Trong cái phần audio này, bạn chọn vào My Music này. Trong cái My Music này thì bạn sau đấy bạn kích đúp vào, bạn import cái nhạc của bạn vào. Ok, đấy, nhạc của bạn vào đây thì lần sau khi mà bạn chọn vào cái này, ví dụ bạn chọn sang cái khác này, bạn chọn về audio này, bạn tìm vào cái My Music này thì cái nhạc của bạn nó sẽ ở ngay đây này. Bạn có thể kéo xuống và bạn dùng trong cái dự án này và dự án tiếp theo. Kể cả là sound effect các thứ bạn cũng đưa vào được. Đó là một cách để mà đưa nhạc vào để dùng cho nhiều dự án. Thế còn cái khác là bạn đưa vào phần media, bạn kích vào cái phần share media này. Trong cái phần share media này bạn có thể chọn và tạo một cái folder. Ví dụ ở đây mình tạo ra một cái folder này, tạo folder thì ấn nút này, tạo folder để tạo một cái folder gọi là background music, sau đấy mình cũng đưa nó vào. Đưa nhạc vào đây. Đó. Tức là mình có hai nơi để tìm nhạc, một là ở trong phần share media, ở trong media này, và thứ hai nữa ở phần audio và mình trong phần My Music. My Music là nhạc của tôi đấy. Ok. Đấy là làm thế nào để ghép nhạc. Thế còn cái phong cách mà ghép ấy, tức là ghép nhạc trước hoặc sau đưa video sau, hay là đưa video trước rồi ghép nhạc sau ấy, thì tùy bạn. Ví dụ mình làm một cái hướng dẫn sử dụng như này, thường mình toàn là ghép cái nhạc nền cuối cùng ấy. Tại vì mình edit các thứ thì nhạc nền của mình nó chỉ gọi là có một cái nhạc nền để nó kiểu nghe cho nó đỡ chán, với lại nó kiểu nó chèn vào cái tiếng ồn ấy. Thế còn nếu như các bạn mà làm video, edit video du lịch hoặc là video nấu ăn hoặc là những cái đoạn ngắn rồi kiểu b-roll, b-riếc ấy, thì các bạn có thể sẽ phải đưa cái nhạc xuống trước, rồi tìm beat các thứ, rồi bạn cắt ghép theo cái nhạc đấy. Đấy là tùy phong cách edit của mỗi người. Ok, đấy là làm nào để các bạn có thể thêm nhạc vào video với phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Thế còn nếu như các bạn nào chưa có Filmora ấy, thì các bạn có thể tải. Đường link mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả ấy. Nếu mà bạn nào muốn mua Filmora để xóa logo các thứ ấy, thì mình sẽ hỗ trợ các bạn mua với mã giảm giá là 20%. Thông tin các thứ đều dưới mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.